Ở các video trước chúng ta đã hoàn thiện được ứng dụng shopping cart có các chức năng như là xóa sản phẩm thay đổi số lượng sản phẩm hay là nhập mã giảm giá. Nhập đúng mã thì sẽ có discount Chú ý là khi thay đổi số lượng sản phẩm thì cũng phải cập nhật lại discount bởi vì hiện tại là đang tính theo phần trăm. Chúng ta sẽ review code lại một chút. Hiện tại thì ở app common mình đang lưu toàn bộ dữ liệu của ứng dụng, còn các cái component khác thì chỉ phụ trách là hiển thị giao diện. Có một số phương thức để thay đổi dữ liệu như là remove product, update product quantity Handle Apply Promo Code. Ngoài ra mình cũng biết một hàm là Update Card Summary dùng để cập nhật tổng tiền. Hàm này sẽ được gọi khi xóa sản phẩm hoặc là cập nhật số lượng sản phẩm. Hàm xử lý nhập mã giảm giá thì cập nhật discount. Tuy nhiên ứng dụng vẫn chưa được hoàn thiện hẳn bởi vì giá trị khai báo ban đầu thì có một số chỗ là đang hát cốt. Ví dụ như là tổng sản phẩm và tổng tiền hay là thuế. Cái này thì do mình tự tính ra và gán sẵn vào. Hiển thị ngoài giao diện thì vẫn ok nhưng mà nếu sửa thông tin sản phẩm thì mình sẽ phải tự tính lại thủ công và sửa lại giá trị ban đầu. Giờ làm sao để các giá trị ban đầu là không chẳng hạn. Sau đó chúng ta tính toán bằng lập trình dựa trên thuộc tính Products. Ví dụ mình sửa lại số lượng sản phẩm. Sau này chúng ta có thể cập nhật thành lấy dữ liệu từ server chẳng hạn. Để làm chức năng này chúng ta sẽ dùng đến Lifecycle Hook trong Angular nó sẽ là tập hợp các phương thức sẽ được gọi trong suốt vòng đời của một component trong Angular. Chúng ta có thể viết code logic vào trong các phương thức này để can thiệp vào các thời điểm mong muốn, ví dụ như là khi component mới khởi tạo. Mình sẽ implement một interface của Lifecycle Hook là OnInit. Thường các component mới tạo thì đều được implement sẵn cái hook này bởi vì nó được sử dụng khá nhiều. Chúng ta sẽ phải bổ sung thêm phương thức là ng on init. Thử chạy một đoạn code uh, console log. Bật debug lên. Chúng ta sẽ thấy trong console có ngay đoạn log ở ng on init mà chúng ta vừa viết. khi vừa truy cập trang là nó sẽ chạy luôn mà không cần chờ chúng ta thực hiện thao tác gì cả giờ mình sẽ gọi hàm update summary ở đây là xong vậy là mới vào cái thì dữ liệu nó sẽ hiển thị đúng luôn và chúng ta không cần phải hát code nữa Bây giờ mình sẽ thử nghiệm thêm một chút về Lifecycle Hook. Ở Product List Component thì mình cũng chọc vào hook là onInit. Giờ xem ở console chúng ta sẽ thấy thứ tự chạy của các hàm. Đầu tiên là onInit ở app, rồi mới đến onInit ở product list. Tức là component cha phải khởi tạo trước rồi mới đến con. Các bạn có thể tra cứu thêm các lifecycle hook khác ở trên trang chủ của Angular. Đây là bảng các life cycle hook kèm theo thứ tự và thời điểm chạy của chúng. Giờ mình sẽ test thử một hook khác. Ví dụ như là after view init. Chúng ta có thể gọi luôn hook mà không cần phải implement interface tương ứng. Tuy nhiên thì các bạn lên implement để cho cái cốt của mình nó chặt chẽ hơn lốc thử ra để xem trình tự chạy của hút và đây là thứ tự chạy của các hút Các bạn thử xem lại mô tả document xem tại sao thứ tự chạy lại như vậy. Hook after unit của product list thì lại chạy trước hook after unit của app